Chiến dịch Trần Hưng Đạo 1950-1951. Tự hào bản hùng ca cách mạng. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Chân Dung Lịch Sử. Các bạn thân mến, trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước, dân tộc ta thường xuyên đối phó với kẻ thù có tiềm lực kinh tế, quân sự lớn hơn gấp nhiều lần. Đó là những triều đại phong kiến Trung Quốc, một đất nước láng giềng hùng mạnh. Là quân Mông Nguyên mà vó ngựa Mông Cổ đi đến đâu, cỏ không mọc được đến đấy. Hay trong thời kỳ lịch sử Việt Nam hiện đại, chúng ta phải đối mặt với Pháp, Mỹ là những nước có nền kinh tế phát triển, quân sự hùng mạnh tối tân hơn. Ấy vậy mà dân tộc Việt Nam ta đã đoàn kết, đồng lòng từng bước đánh bại quân xâm lược. Trong video ngày hôm nay, các bạn hãy cùng Chân Dung Lịch Sử tìm hiểu một trong ba chiến dịch lớn Đông Xuân 1950-1951. Đó là chiến dịch Trần Hưng Đạo, hay còn gọi là chiến dịch Trung Du, để thấy được sự mưu trí, táo bạo và đầy quyết tâm của quân đội nhân dân Việt Nam trong kháng chiến. Từ xa xưa, các bậc tiền nhân đã nhiều lần thực hiện những chiến dịch quân sự hết sức táo bạo, dũng mãnh để tiêu diệt giặc ngoại xâm. Tư duy đầy tính chiến lược, táo bạo đã được Đảng ta vận dụng hết sức sáng tạo trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng và được quân và dân ta đồng lòng quyết tâm cao và thực hiện một cách triệt để. Lần đầu tiên ở Đồng Bằng đã chiến thắng các binh đoàn lưu động tinh nhuệ nhất của giặc là câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong bức thư gửi khen ngợi toàn thể chiến sĩ, cán bộ tham gia chiến dịch Trần Hưng Đạo. 1. Khái quát bối cảnh lịch sử. Năm 1950, khi chiến dịch biên giới Thu Đông giành được thắng lợi, nhằm phát huy cũng như giữ vững được quyền chủ động trên chiến trường, chấp hành theo đúng chủ trương của Đảng, bộ đội ta tập trung củng cố lực lượng, tranh thủ mọi lợi thế có được để mở các chiến dịch vào vùng Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ. Chiến dịch Trần Hưng Đạo hay chiến dịch Trung Du chính là một trong ba chiến dịch lớn trong Đông Xuân 1950-1951 của quân đội nhân dân Việt Nam nhằm tấn công vào phòng tuyến Trung Du Bắc Bộ của quân đội Pháp. Lợi dụng thời cơ, quân đội Pháp còn hoang mang sau chiến dịch biên giới. Quân đội ta với mục tiêu mở cuộc tiến công ở vùng Trung Du để tạo sức ép, buộc quân đội Pháp phải điều động một phần lực lượng tại Đồng bằng Bắc Bộ lên ứng cứu, tạo điều kiện cho các đơn vị bộ đội địa phương phối hợp với dân quân tại địa phương phát động chiến tranh du kích tại khu vực này. Ngày 25 tháng 12 năm 1950, ta mở chiến dịch Trần Hưng Đạo hay chiến dịch Trung Du nhằm đánh vào phòng tuyến Trung Du Bắc Bộ. 2. Tương quan lực lượng giữa ta và địch. Về phía ta, ngày 12 tháng 2 năm 1950, chính phủ quyết định thành lập tỉnh Vĩnh Phúc dưới sự hợp nhất của hai tỉnh Vĩnh Yên và Phúc Yên. Vùng tự do của ta ở Vĩnh Phúc sẽ trở thành hậu phương vững chắc cho chiến dịch Trần Hưng Đạo. Lực lượng tham gia chiến dịch Trần Hưng Đạo bên phía Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa bao gồm tổng cộng 27.638 chiến sĩ. Trong đó, đại đoàn 308 với 3 trung đoàn là 102, 88 và 36. Đại đoàn 312 dự kiến tổ chức thành lập trên cơ sở 2 trung đoàn là 209 và 141. Hai trung đoàn độc lập của Bộ Quốc phòng là trung đoàn 98 và trung đoàn 174. 4 tiểu đoàn bộ đội địa phương có 4 đại đội pháo binh 75 ly. Trong chiến dịch, số dân công thường trực là 27.658 người. Số dân công huy động từng đợt có 272.259 người. Chuẩn bị sẵn sàng về lương thực, vũ khí, công tác quân y cũng đặc biệt được chú trọng. Ngày 16 tháng 4 năm 1946, Cục Quân y được thành lập do Đại tá Vũ Văn Cẩn làm cục trưởng. Mỗi trung đoàn sắp xếp có từ 250 đến 300 dân công làm nhiệm vụ tải thương. Sinh viên tại các trường trung cấp, sơ cấp quân y tạm thời nghỉ học và huy động được khoảng 10 bác sĩ, 91 y sĩ, dược sĩ và 264 y tá được điều ra chiến tuyến. Tuy vậy, nhưng cơ sở vật chất của quân y Việt Nam trong chiến dịch này khá thiếu thốn. Bên cạnh đó, một phần bị tổn thất do gặp phải quân Pháp thua chạy tấn công. Về phía Pháp, lực lượng quân sự gồm 14.806 lính được đóng ở 3 tỉnh Trung Du là Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Bắc Giang. Trung Du Bắc Bộ lại được chia làm 3 phân khu là phân khu Bắc Giang, binh lực có khoảng 5.400 lính Âu Phi, 1.300 lính Dõng.
Phân khu Bắc Ninh có 3.300 quân Âu Phi, 1.800 lính Dõng. Phân khu Vĩnh Phúc có 2.400 lính và 1.900 lính bảo an, lính Dõng. Binh đoàn cơ động số 3, GM3 là một binh đoàn mạnh đóng ở Việt Trì, Vĩnh Yên. Các binh đoàn cơ động khác đóng ở các tỉnh lân cận như Bắc Ninh, Gia Lâm, Bắc Giang, Hải Dương, Đông Triều đều có thể nhanh chóng can thiệp. 3. Diễn biến. Chiến dịch Trần Hưng Đạo được chia làm hai đợt thể hiện sự táo bạo của quân đội nhân dân Việt Nam. Đợt 1. Mặt trận Vĩnh Phúc. Từ tháng 2 năm 1950, bà lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc cùng Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã có nhiều chính sách trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, quân sự nhằm phục hồi và mở rộng cơ sở kháng chiến, mở nhiều các hoạt động vũ trang và đấu tranh chính trị. Tiểu đoàn 64 bộ đội chủ lực của tỉnh Vĩnh Phúc đã tấn công tiêu diệt đồn Sơn Kiệu ngày 13 tháng 6 năm 1950. Phía Pháp nhận định tình hình sắp tới sẽ có một cuộc tiến công lớn ở Trung Du nên tăng cường cho máy bay trinh sát và mở các cuộc hành quân càn quét nhằm đối phó. Ngày 25 tháng 12 năm 1950, Pháp mở cuộc hành quân vào vùng tự do Lập Thạch và Tam Dương ở Vĩnh Yên, Phú Thọ của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, đúng vào nơi đại đoàn 312 tập kết. Đại đoàn trưởng Lê Trọng Tấn báo cáo xin được nổ súng tấn công và được đồng ý. Cùng ngày, quân Pháp chia làm hai cánh tiến vào Liễn Sơn, Xuân Trạch thuộc vùng Lập Thạch, Vĩnh Phúc, liền bị trung đoàn 141 của ta chặn đánh, phải cố thủ ở Liễn Sơn chờ cứu viện. Ngày 26, tiểu đoàn Senegal của địch lên ứng cứu cũng bị chặn đánh, phải lui về Xuân Trạch cố thủ. Ngày 27, đại đoàn 312 của ta tiến công mạnh vào Xuân Trạch, Xuân Hòa, Lập Thạch, xóa sổ tiểu đoàn 24 BMTS, bắt sống tiểu đoàn trưởng Pixat với 300 quân và đánh thiệt hại nặng tiểu đoàn dù 10 BPC. Đêm 26 và 27 tháng 12, ta vận động bao vây, tiến công diệt 5 cứ điểm kiên cố của địch là Hữu Bằng, Tú Tạo, Đồi Cà Phê, Yên Phụ, Thằn Lằn. Nhưng mục tiêu đánh các cứ điểm Chợ Thá, Chợ Vàng thì không được thành công. Địch có cơ hội tăng cường phòng thủ Vĩnh Yên. Bộ Chỉ huy quyết định kết thúc đợt 1 của chiến dịch vào ngày 30 tháng 12 năm 1950. Vậy là sau đợt tiến công đầu tiên, phía quân đội ta tuyên bố đã tiêu diệt 1.300 lính và thu được nhiều vũ khí. Quân đội nhân dân Việt Nam cũng hy sinh 118 người và bị thương 630 người. Tại mặt trận Hải Ninh, khoảng 2 giờ sáng cùng ngày, trung đoàn 174 của ta tấn công Bình Liêu. Bình Liêu là một cứ điểm lớn với hơn 300 quân và nhanh chóng chiếm được đồn. Quân Pháp phải cố thủ ở Tiên Yên. Vậy là trong đợt 1 của chiến dịch, quân đội nhân dân Việt Nam đã giành thắng lợi lớn tại cả hai mũi tiến công ở Vĩnh Phúc và Hải Ninh. Dựa vào khí thế và tinh thần đó, Bộ Chỉ huy chiến dịch do Đại tướng Võ Nguyên Giáp làm chỉ huy trưởng đã quyết định đặt thêm mục tiêu giải phóng thị xã Vĩnh Yên, một thị xã quan trọng chỉ cách Hà Nội 55 km. Tuy nhiên, do sự phân tán lực lượng nên phía Liên Hiệp Pháp đã có điều kiện củng cố lực lượng để đối phó. Pháp đã dùng mọi ưu thế về vũ khí, đặc biệt là máy bay ném bom, đồng thời điều động hai binh đoàn cơ động GM để giữ bằng được thị xã quan trọng này. Cuộc chiến xảy ra ác liệt bên ngoài thị xã trong hơn 4 ngày. Khi quân Pháp tăng cường lực lượng rất mạnh, phía ta nhận thấy tình hình đã có sự thay đổi, nên quyết định lui quân để chuẩn bị cho hướng tiến công mới tại thị trấn Uông Bí. Đợt 2. Phía quân đội nhân dân Việt Nam dự kiến phương án đợt 2 của chiến dịch như sau. Hướng chính tại Vĩnh Phúc, mục tiêu là tiêu diệt thị xã Vĩnh Yên. Ta huy động lực lượng 3 trung đoàn của đại đoàn 308, 2 trung đoàn của đại đoàn 312, 2 tiểu đoàn địa phương của Vĩnh Phúc và Phú Thọ cùng với 3 liên đội sơn pháo 75 ly. Hướng phụ từ Đông Bắc sẽ chuyển về Bắc Giang với 2 trung đoàn 174 và 98 cùng với 3 tiểu đoàn địa phương thuộc Bắc Ninh, Bắc Giang, Quảng Yên và 1 liên đội sơn pháo 75 ly. Hướng phối hợp là liên khu 3, mặt trận Sơn Tây do đại đoàn 320 và tiểu đoàn địa phương Sơn Tây, Hà Đông phụ trách. Đại đoàn 304 và lực lượng địa phương chịu trách nhiệm mặt trận Ninh Bình. Mặt tả ngạn giao cho trung đoàn 42 và lực lượng địa phương. Tại vòng vây Vĩnh Yên, đêm 12 tháng 1,
trên hướng thứ yếu ở mạn Bắc. Dưới sự chỉ huy của Trung đoàn trưởng Vũ Mạnh Hùng và Đặng Văn Việt, hai trung đoàn 98 và 174 cùng chính ủy Chu Huy Mân nổ súng trước. Trung đoàn 174 tiêu diệt đồn Đồng Kế, trung đoàn 98 đánh Cẩm Lý nhưng không thành công. Đêm 13, trung đoàn 141 tấn công Bảo Trúc, cách Vĩ Yên 11 km và kết thúc trận đánh vào trưa ngày 14. Sáng ngày 14, binh đoàn cơ động số 3 của Pháp lên cứu Bảo Trúc, bị trung đoàn 209 của ta chặn đánh phải lui về Cẩm Trạch. Các tiểu đoàn khác cũng bị chặn đánh, quân Pháp phải lui về Vĩnh Yên để cố thủ. Đêm ngày 14, cơ quan tham mưu của Quân đội Nhân dân Việt Nam bắt được bức điện của Van Nusem gửi Sa Lan. Vĩnh Yên thực sự bị bao vây. Ở hướng phối hợp, quân đội ta cũng thu được những kết quả quan trọng trên đường số 11 Sơn Tây, Trung Hà, Ninh Bình. Bên cạnh đó, bộ đội địa phương 5 tỉnh Trung Du phối hợp tác chiến từ ngày 20 tháng 12 năm 1950 đến ngày 11 tháng 1 năm 1951 cũng thu được nhiều thắng lợi. Riêng ở Vĩnh Tường, bộ đội địa phương đã tiêu diệt một đồn, 9 tháp canh, bước rút vị trí Chợ Vàng. Tướng Sa Lan điều quân tiến vào Phúc Yên, đồng thời cho quân nhảy dù xuống Đồng Đau, giáp Vĩnh Yên. Không chỉ vậy, chúng còn huy động một lực lượng tương đối mạnh với những vũ khí tối tân, hiện đại vào Vĩnh Yên. Đây cũng là lần đầu tiên bom napalm được Pháp sử dụng trong chiến tranh ở Đông Dương. Chúng lo sợ Vĩnh Yên chỉ là nghi binh để ta mở cuộc tiến công từ Tam Đảo về Hà Nội, nên đã ra lệnh tập trung một lực lượng bộ binh quan trọng và xe tăng do Beaufort chỉ huy án ngữ tại mạn Bắc thành phố về phía cầu sông Đuống. Sáng ngày 15, binh đoàn cơ động số 1 của Pháp tiến lên Vĩnh Yên thì bị quân ta chặn đánh phải lui về Hương Canh. Quân đội ta thực hiện chia cắt, bao vây quân Pháp. Lâm vào tình thế nguy khốn, Pháp sử dụng máy bay ném bom napalm vào đội hình Quân đội Nhân dân Việt Nam. Lần đầu chúng ta gặp bom napalm nên chưa biết cách ứng phó, khiến cho nhiều người bị thương vong. Đến chiều tối, binh đoàn cơ động của Pháp mới tới được thị xã Vĩnh Yên. Về phía ta, do phải cứu chữa bộ đội bị thương do bom napalm nên ta quyết định giãn vòng vây. Bộ chỉ huy Việt Nam chuyển hướng tập trung lực lượng tiến công núi Đanh, do thấy ở Vĩnh Yên, địch đã được củng cố lực lượng. Lúc 13 giờ 30 ngày 16, các đơn vị Quân đội Nhân dân Việt Nam xuất kích theo hướng mới. Ngày 16, quân đội ta mở cuộc tiến công lớn và đã giành được thắng lợi lớn. Rạng sáng ngày 18 tháng 1 năm 1951, Bộ chỉ huy Việt Nam hạ lệnh kết thúc chiến dịch. Tổng cộng, quân đội Pháp tại Vĩnh Yên có khoảng 10.000 người và đã bị thiệt hại khoảng 760 người, vừa chết, vừa bị thương, vừa mất tích. 4. Kết quả của chiến dịch. Chiến dịch Trần Hưng Đạo kết thúc, mặc dù ta không thành công trong việc lấy lại Vĩnh Yên, vốn không được đề ra trong kế hoạch tác chiến ban đầu, nhưng Quân đội Nhân dân Việt Nam đã giành được những thắng lợi hết sức to lớn. Với tinh thần chiến đấu anh dũng, bộ đội ta đã đánh thiệt hại nặng binh đoàn cơ động của Pháp. Ta đã tiêu diệt được khoảng 5.000 quân viễn chinh Pháp, trong đó có khoảng hơn 2.000 tên bị bắt sống. Tại mặt trận Vĩnh Phúc, đã tiêu diệt và làm bị thương 2.565 tên, bắt 1.577 tên. Quân đội Nhân dân Việt Nam đã tiêu diệt và bức rút 32 vị trí và tháp canh, đồng thời cũng thu hồi một số lượng lớn vật tư chiến tranh, đặc biệt là 1.478 súng các loại có thể trang bị cho một trung đoàn mạnh. Không chỉ vậy, Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa còn gây dựng được chính quyền ở 9 xã, 3 thôn, làm chủ hoàn toàn huyện Đa Phúc thuộc tỉnh Vĩnh Phúc, hai huyện Bình Liêu, Hoành Mô ở Đông Bắc. Vùng tự do Hải Ninh được mở rộng ra sát Tiên Yên, Móng Cái. Đây là một trong những hậu phương trực tiếp cho chiến dịch Hoàng Hoa Thám sau này. Phong trào du kích ở vùng sau lưng quân Pháp, vùng địch hậu Trung Du và Liên Khu 3 dần phục hồi. Riêng tại Vĩnh Phúc, cơ sở du kích đã mở rộng ra 353 thôn. Song, kế hoạch của Pháp về việc củng cố lực lượng còn chưa bị phá vỡ và đảo lộn. Mục tiêu của ta là mở rộng các khu lương thực và phát động chiến tranh du kích ở nhiều nơi vẫn đang ở mức thấp. Với một chiến dịch diễn ra hết sức ác liệt và căng thẳng, phía quân đội ta không tránh khỏi việc bị tổn thất về lực lượng. Trong đó, thống kê có khoảng 815 chiến sĩ đã hy sinh, thiệt hại
2.931 người bị thương. 5. Ý nghĩa. Mặc dù có những tổn thất, nhưng chiến dịch Trần Hưng Đạo đã mang lại những ý nghĩa vô cùng lớn lao về thế và lực của Việt Nam. Sau chiến dịch, phía quân ta có điều kiện tăng cường sức mạnh để chuyển cuộc kháng chiến từ giai đoạn cầm cự sang giai đoạn tổng phản công. Ngoài ra, việc quân đội nhân dân Việt Nam tiến sát Hà Nội tạo điều kiện thúc đẩy các cơ sở bí mật ở đây hoạt động mạnh. Phong trào học sinh sinh viên cũng được dâng cao. Lúc này, có cả những thơ văn tuyên truyền được kín đáo gửi đăng công khai, tiêu biểu là bài Nhạc Xuân gửi gió ngàn phương của Trọng Bình. Về phía quân đội Pháp cũng thiệt hại nặng nề về lực lượng tham chiến. Tuy nhiên, việc buộc quân đội nhân dân Việt Nam phải bỏ cuộc bao vây Vĩnh Yên đã củng cố sĩ khí của quân đội viễn chinh Pháp. Tuy ngăn chặn được quân đội nhân dân Việt Nam trong trận Vĩnh Yên, nhưng De Lautre rất lo ngại. Khí giới, quân số, đồn phòng thủ, tất cả đều thiếu thốn. De Lautre đã đặt kế hoạch, một mặt xây cất các đồn bê tông thành vòng đai phòng thủ Hà Nội và Hải Phòng, một mặt yêu cầu Mỹ viện trợ khí giới. Về quân số, mặc dù De Lautre vừa được chính phủ Pháp cho vay 20.000 quân để lấp vào chỗ hổng thiếu hụt, nhưng quân tiếp viện của Pháp có lẽ vẫn không đủ, cần phải tiến hành gấp việc đào tạo quân đội quốc gia Việt Nam để bổ sung quân số. Sa Lan đảm nhận nhiệm vụ phụ trách hành quân để De Lautre đi về cầu viện chính phủ Pháp và Mỹ. Chức chỉ huy Bắc Kỳ của Sa Lan được thay thế bằng tướng De Lignacre. Sau chiến dịch Trần Hưng Đạo, mọi kế hoạch đã được vạch ra của tướng De Lautre được đưa vào hoạt động. Đã gây nhiều khó khăn cho quân đội nhân dân Việt Nam trong hai chiến dịch tiến sát đồng bằng sông Hồng. Từ những thất bại liên tiếp về chiến thuật trên đã khiến cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các đồng chí của mình trong Bộ Chỉ huy quân đội phải tìm ra một chiến trường mới, một hướng đi mới đầy táo bạo và quyết liệt hơn nữa để đánh bại kế hoạch của quân đội Pháp. Các bạn vừa theo dõi chiến dịch Trần Hưng Đạo 1950-1951, tự hào bản hùng ca cách mạng. Đừng quên để lại suy nghĩ của mình về câu hỏi trên của Chân Dung Lịch Sử. Hãy đăng ký kênh Chân Dung Lịch Sử và nhấn nút chuông ở bên cạnh để được cập nhật sớm nhất các câu chuyện và giai thoại về các nhân vật lịch sử nổi tiếng khác của Việt Nam và trên thế giới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.